Xin chào mọi người, xin chào mừng các anh chị đã quay trở lại với kênh mua bán ô tô của Thế Anh. Bên em thì chuyên mua bán trao đổi tất cả các loại ô tô cũ đã qua sử dụng. Mọi người có nhu cầu mua bán hay là trao đổi thì vui lòng liên hệ em theo số điện thoại 0354 152 888 và địa chỉ để xem xe trực tiếp đó là thôn Kim Nôi, xã Bạch Đằng, thị xã Kinh Môn, tỉnh Hải Dương. Mọi người ưng xe thì có thể xuống trực tiếp theo địa chỉ đó để xem xe cũng như đi thử để test xe nhé. Và bên Thế Anh Ô Tô thì có hỗ trợ vận chuyển mua bán toàn quốc. Nếu mọi người ở mọi vùng miền của Tổ quốc mà ở xa không có điều kiện trực tiếp để đến xem xe mà xem video em quay mà thiện chí xe thì vui lòng liên hệ cho em. Cọc trước cho em 30 triệu đồng em sẽ gửi xe vào trong cho mọi người. Và ngày hôm nay bên Thế Anh Ô Tô lại tiếp tục lên sóng báo giá những mẫu form sedan thuộc phân khúc hạng B cộng đến từ chất lượng của Nhật Bản để cho mọi người lựa chọn xe hoặc là tham khảo nhé, để lấy xe đi chơi Tết cũng như là tránh rét. Đây, ba chiếc Nissan Sunny này là một chiếc là sản xuất năm 2014 và hai chiếc là sản xuất năm 2015. Tổng xanh xe sơn xi thân vỏ của ba em nó thì còn rất là long lanh và đẹp luôn nhá. Rất là đẹp. Một chiếc màu đen, một chiếc màu xanh hô lưu và một chiếc màu xám lông chuột. Một trong những form sedan hạng B cộng nhưng mà sở hữu option cũng như là giá thành thì gần như là rất là rẻ so với những chiếc xe cùng phân khúc của nó nhé. Và dòng Nissan này thì độ tiêu hao nhiên liệu thì chỉ rơi ở tầm khoảng 5,5 lít trên 100 km. Đó là chúng ta đi đường trường thì sẽ rơi vào tầm 5,5 lít trên 100 km. Còn đâu là đi đường hỗn hợp thì đường nội đô thì có thể là hơn mọi người nhé, nhưng tùy theo chân chạy của từng người thôi. Còn đường trường thì là rơi vào tầm 5,5 lít, rất là kinh tế và với giá sở hữu giá thành rất là hợp lý luôn, cực kỳ là hợp lý. Chiếc đầu tiên em xin giới thiệu cho mọi người tham khảo đó là chiếc màu xám lông chuột sản xuất năm 2015. Động cơ máy là 1.5, phiên bản số sàn mang biển kiểm soát là 30E20033. Chiếc xe này thì biển thành phố rồi, đèn cụm đèn pha mặt ca lăng đây mọi người nhé. Sơn xi thân vỏ đây, trang bị theo xe là 4 quả la răng đúc đây. Khám phí em này thì đến tháng 6 năm 2022 nhé. Các tay lắm đều được mạ chrome này. Và phần nội thất của xe đây, được thiết kế ghế da màu kem đây, cũng rất là sạch sẽ luôn nhé. Vô lăng 3 chấu được trang bị 2 túi khí an toàn và phanh ABS thì 4 bánh nhé. Riêng dòng Sunny này thì được sở hữu option rất là cao, cao hơn so với những chiếc xe cùng phân khúc của nó rất là nhiều đến từ các hãng khác. Đây, mọi người có thể quan sát nhé, phần trần thì đã được bọc 3D đây, màu kem này. Táp lô táp ly đây, gương kính chỉnh điện này. Táp ly rất là sạch sẽ và xe và em cam kết là không có lỗi nhá. Keo chỉ, cột keo zin hết, xe không lỗi, không tai nạn, không ngập nước. Đây mọi người có thể quan sát nhé, phần option của xe có thêm cửa gió điều hòa thứ hai này. Mà điều này thì ở trên những chiếc xe phân khúc hạng B các hãng khác thì không bao giờ có mọi người nhé. Chỉ có ở trên chiếc Nissan Sunny này thôi. Mà nội thất được thiết kế thì cực kỳ rộng rãi luôn nhá. Rất là rộng rãi, khoảng trống đây. Nên là chúng ta ngồi ở trong xe thì rất là thoải mái. Và với chiếc xe này thì bên em đang chào bán với giá là 245 triệu nhá. Chỉ với 245 triệu thôi là cô bác và anh chị đã sở hữu được chiếc xe sedan hạng B cộng đến từ chất lượng của Nhật Bản. Dòng Nissan này thì gần như là có ưu điểm là độ tiêu hao nhiên liệu rất là thấp luôn, chạy rất là kinh tế, nên là mọi người được rất là nhiều người Việt tin dùng và chọn. Mà không riêng gì bên em mà các bên salon khác thì gần như Nissan thì bán cũng rất là chạy và chiếc nào hết chiếc đó luôn. Chiếc tiếp theo em xin giới thiệu cho mọi người đó là chiếc màu xanh ô liu mang biển 37A60481. Và chiếc xe này thì là được sản xuất năm 2014 và đăng ký là 2015. Đó, tổng thành sơn xi thân vỏ này mọi người nhé. Khám phí thì đến tháng 7 năm 2021. Sở hữu cho mình một form dáng nhìn cũng rất là bắt mắt luôn nhé, rất là trẻ trung. Đây, la răng mọi người đây. Chiếc xe này thì là vẫn là la răng thường nhé. Các tay nắm đây, được đều được mạ chrome này. Tổng thành sơn xi thân vỏ em nó đây.
rất là bóng bẩy luôn bà con nhé. Màn hình cam lùi đầy đủ đây. Và những chiếc xe này thì bên em đã có video quay chi tiết từng chiếc xe một rồi. Nếu mà cô bác anh chị nào mà quan tâm đến chiếc xe nào thì liên hệ em theo số điện thoại 0354 152 888. Em sẽ gửi video quay chi tiết từng chiếc xe một cho bà con tham khảo nhé. Hôm nay em xin phép chỉ để báo giá cho bà con nắm được giá cả thị trường thôi, cũng như tham khảo xe thôi. Đây, chiếc xe này thì được bác chủ bọc ghế da, bộ ghế áo ghế da đây, bộ áo ghế đây, màu đen được phối với màu viền đỏ đây này. Và trần cũng thế mọi người nhé, trần cũng thế này, trần 3D màu đen đỏ đây. Cửa gió điều hòa thứ hai đây, khoang nội thất đây rất là rộng rãi luôn. Phần nhựa táp ly đây, riêng dòng Nissan này thì đồ nhựa táp lô táp ly cũng như là tôn vỏ khung gầm của em nó thì rất là dày dặn và chắc chắn luôn nhá. Nó cực kỳ là dày dặn và chắc chắn luôn. Nên là độ cách âm của dòng Sunny này thì nó gần như là tốt nhất rồi, tốt nhất so với những chiếc xe cùng phân khúc của nó nhá. Nên là đi chúng ta đi rất là êm ái luôn, độ cách âm rất là tốt. Màn hình này, màn hình cam lùi này, củ số đây, vô lăng ba chấu đây, gương kính chỉnh điện. Và với chiếc xe này thì bên em đang chào bán với giá là 230 triệu nhá. Chỉ với 230 triệu thôi là cô bác và anh chị đã sở hữu được chiếc xe này rồi. Và xe em cam kết là cũng không có lỗi nhá, không có tai nạn ngập nước, nên là mọi người cứ yên tâm về chất lượng khi sở hữu xe. Và chiếc cuối cùng em xin giới thiệu cho mọi người, đó là chiếc biển kiểm soát 36A58016. Tổng thành xe là màu đen. Và chiếc xe này thì được sản xuất năm 2015. Và riêng chiếc xe này thì gốc là ở thành phố rồi, nên là mọi người ở hai khu vực thành phố lớn không phải lo khi lấy xe mà mất thêm tiền thành phố, biển thành phố đâu, vì gốc chiếc xe này đã ở thành phố rồi nhá. Đây, cụm đèn pha rất là sáng mọi người này. Khám phí rất là dài, tháng 7 năm 2022. Sơn xi là thân vỏ là màu đen này, rất là sạch đẹp luôn nhá. Và trang bị theo xe là 4 quả la răng đúc đây, đa chấu đây, nhìn tương đối là thẩm mỹ nhá. Dàn lốp khe rãnh rất là dày. Và xe thì được bác chủ dán đề can đây, trang trí đây. Mọi người không thích thì chúng ta có thể bóc ra bình thường. Và các tay nắm viền chân viền kính quanh kính đây đều được lẹp chrome đây, nhìn giống rất là giống những chiếc xe sang luôn nhá, các tay nắm thế này. Và phần nội thất của xe thì ghế lỉ màu kem nhá. Và riêng chiếc xe này thì vẫn còn giữ được ghế lỉ nguyên bản theo xe mọi người nhá. Ồ, ghế lỉ rất là sạch sẽ này, màn hình Android rất là xịn xò luôn nhá. Đây, củ số đây, phanh tay đây, ghế da rất là sạch sẽ, trần thì vẫn còn trần nỉ nguyên bản này, vô lăng ba chấu đây, gương kính chỉnh điện này, phần nhựa táp ly đây, rất là sạch đẹp luôn nhá. Đây, phần hàng ghế thứ hai này mọi người nhá. Ồ, rất là rộng rãi luôn, thiết kế khoang nội thất cực kỳ là rộng rãi. Độ cách âm thì rất là tốt, ghế da sạch đẹp đây. Và với chiếc xe này bên em cũng đang chào bán với giá là 245 triệu nhá. Chỉ với 245 triệu thôi là cô bác anh chị đã sở hữu được chiếc xe này rồi. Cô bác anh chị mà đang quan tâm đến chiếc xe nào thì vui lòng liên hệ em nhá. Em xin cảm ơn mọi người rất là nhiều đã theo dõi hết video của em. Mọi người yêu cái kênh thì cho em xin vài giây bỏ ra nút bỏ ra để đăng ký kênh, cũng như là chia sẻ video giúp em nhé. Em xin cảm ơn mọi người rất là nhiều. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người trong video tới của em.